Chào các bạn, thì hôm nay mình làm cái clip này để tặng cho các bạn đang theo dõi việc làm ô tô, đã, đang và sẽ muốn theo cái ngành sale, đó là sale ô tô hoặc là sale phụ tùng ô tô. Mình giả sử có một khách hàng đang muốn mua một chiếc xe tải thùng kính 2,5 tấn. Và mình sẽ tư vấn cho họ. Thì chào anh, đầu tiên là anh muốn mua chiếc xe tải thùng kính 2,5 tấn bên em. Thì tổng thiệt hại của anh á, là 520 triệu. Nhưng mà nếu mà khi mà em nói chuyện được với sếp á, thì sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho anh 20 triệu. Và 20 triệu này á, với điều kiện là anh phải qua ngân hàng bên em hỗ trợ vay 4 ngân hàng, và cái giá trị mà bên em có thể hỗ trợ vay được lên tới 70%, là anh chỉ bỏ ra 30% là đã lấy được chiếc xe về, và mình làm ăn có thể thu hồi vốn nhanh và trả lại được cái phần đó trong vòng 5 năm. Về nội thất á, thì đầy đủ yêu cầu của một chiếc xe hiện đại, có đầu CD, máy lạnh, ghế thì được bọc da, vô lăng thì có trợ lực lái, ga thì sử dụng ga điện và kính chỉnh điện. Cần số rất là nhẹ nhàng, con thì có trợ lực. Về cái cabin của mình thì là nhập khẩu hoàn toàn, và thùng xe thì được đóng theo cái bản vẽ kỹ thuật, rồi với tính toán với cái thông số kỹ thuật tối ưu nhất cho mình, với cái chiều dài là tối ưu nhất, với cái khoảng cách trục trụ thùng thì được làm bằng thép châu Âu, chống được sơn chống rỉ. Tôn vách thì được làm bằng tôn, và ở trong là vách tôn phẳng, ở ngoài là tôn dập chắn sóng, rất là đẹp. Chai xít thì rất là chắc chắn, được sơn tĩnh điện. Đạ thùng thì đà ngang sử dụng thép đúc chữ Y, đà dọc chữ U, bắt với chai xít bằng bu lông quang và các bát liên kết, rất là chắc chắn, đảm bảo với anh là khi mà chở tải tối đa vẫn không có hiện tượng rung lắc. Động cơ là động cơ chính hãng của Nhật Bản, máy rất là bốc, tiết kiệm nhiên liệu. Khi mà anh di chuyển trong cái đường hỗn hợp với cái vận tốc từ 50 tới 60 km/h thì rất là tiết kiệm, và nếu mà tài xế biết giữ thì cho dù 25 năm máy vẫn khô ráo bình thường. Ngoài ra thì có gắn cúp hỗ trợ phanh khi anh đi đường đèo dốc. Tải trọng của mình thì được thiết kế với con số rất là đẹp, đó là 2.490 kg. Tại sao không phải là 2.500 kg? Vì 2.490 kg thì anh có thể di chuyển ở những con đường mà trên 2,5 tấn. Nó rất là phù hợp với mình mà có thể lưu thông trong thành phố, những cái con đường mà bị cấm tải. Em dám cam đoan với anh thì trong cái phạm vi từ 2,5 tấn đổ xuống thì cái con xe này của em là cái dòng xe tốt nhất ở thị trường. Vậy thì làm sao để mà trở thành một nhân viên bán hàng mà căn bản? Thì các bạn phải nắm vững sản phẩm, đó là sản phẩm của công ty, sản phẩm của đối thủ, có thể là chung cái thương hiệu hoặc là chung cái dòng, có nghĩa là như mình nói là cái dòng 2,5 tấn, rồi những cái khác thương hiệu. bạn phải hiểu các tính năng, nguyên lý sử dụng. Ngoài ra thì còn phải biết được các mẹo sử dụng hoặc là mẹo sửa chữa. Thì mình có thể tóm gọn trong 4 yếu tố, đó là kiến thức kỹ thuật, đó là gồm thông số kỹ thuật, chi tiết kết cấu, cách vận hành, cách bảo dưỡng, sửa chữa, các option, phụ kiện, những cái combo, kiến thức về cái giá, có thể là người ta gọi là giá lăn bánh, thì bao gồm những gì đó là giá trước thuế sau thuế, giá làm biển số, đăng ký đăng kiểm. Thì mình phải biết ở trong đó nó có những cái khoản tiền nào. Tuy là chiếc xe giá trị nó lớn người ta không tiếc, nhưng người ta sẽ tiếc những cái phần tiền nhỏ bị mất đi. Người ta sợ mình lừa họ, nên mình phải nắm rõ, khi mà người ta hỏi mình có thể trả lời được. Tiếp theo là cái kiến thức về đăng ký đăng kiểm, đó là gồm những cái thời gian, chu kỳ, rồi những cái vấn đề liên quan như là kinh doanh vận tải hay là hợp tác xã. Rồi kiến thức cuối cùng đó là ngân hàng, khi mà họ không có đủ số tiền để mua một chiếc xe bằng cà vạt gốc thì họ sẽ vay ngân hàng. Mình phải rành những cái thủ tục có liên kết với ngân hàng và phải hiểu cái cách để thực hiện giấy tờ là những gì, cũng như là phần trăm lãi mà người ta lãi và vốn người ta phải đóng hàng tháng hoặc là hàng năm. Và những cái khi mà họ vi phạm thì người ta sẽ bị như thế nào, mình phải rành để nói cho khách hàng. Vậy thì có những cái gì là đặc biệt mình sẽ chia sẻ mà ở cái khuynh hướng là có người mua, tại vì mình không lại phải là một dân sale, mình sẽ nói trên cái góc độ của một cái người mua hàng. Thì mình nếu mà mình khi mà muốn mua một cái món đồ nào đó, đặc biệt là một chiếc ô tô, thì mình muốn ở các bạn đó là phải là một người biết ta, phải biết làm nổi bật lên cái điểm mạnh, có nghĩa là cái điểm mạnh của cái sản phẩm mình. Có thể là cái dòng sản phẩm này của mình á, thì sẽ thua kém cái sản phẩm khác, nhưng nó có những cái ưu điểm nào khó đó mà cái sản phẩm kia không có, mình phải làm nổi bật lên. Và không được chê hàng của người khác, đặc biệt là cái sản phẩm cùng dòng. Và mình phải giao lưu kết nối với những cái người bên những cái dòng hoặc là những cái thương hiệu khác. Nếu mà khách hàng có muốn chuyển đổi qua cái dòng thương hiệu khác thì mình có thể bắn khách, mình gọi là mình trao đổi khách với người bạn của mình, sau đó thì bạn của mình có thể trao đổi lại với mình. Rồi, cái điều thứ hai đó là các bạn phải là một người có đầu tư, gieo nhân gặt quả, đó là các bạn phải giúp đỡ những cái con người khách hàng tiềm năng. Các bạn có thể là bỏ thời gian ra để chia sẻ, trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của khách hàng, rồi giúp đỡ những cái khách hàng cũ, những cái vấn đề xoay quanh như là mẹo bảo dưỡng, sửa chữa hay là đăng ký đăng kiểm, đáo hạn ngân hàng. Có những cái bài viết chia sẻ, xây dựng cái thương hiệu của bản thân, rồi từ đó thì những khách hàng tiềm năng này sẽ giới thiệu khách cho bạn, hoặc là chính họ sẽ quay lại mua. Có một số thứ đó như là hạn lấy cà vẹt hay lấy sổ đăng kiểm, nếu mà bên của bạn có hỗ trợ lấy mình không nói, còn nếu không có hỗ trợ lấy, các bạn có thể là nhắc hạn Zalo cho qua Zalo. Ở phần Zalo nó có một cái nhắc hạn, bạn kết bạn với khách hàng, sau đó bạn nhắc hạn rồi hạn đăng ký của cái kỳ tiếp theo. Giả sử như là chiếc xe con thì là 30 tháng thì các bạn cài đặt trước 1 tuần thì các bạn báo cho họ, rồi quà cho khách hàng, các bạn bỏ đi bớt một phần hoa hồng của mình để tặng quà mang cái dấu ấn riêng, có thể là có cái khắc cái tên của bạn lên, tên công ty của các bạn. Điều cuối cùng, điều đặc biệt mà mình muốn nói đó là các bạn nên tạo nên cái thương hiệu riêng biệt cho bản thân, ví dụ như web, YouTube hay là fanpage. Tất nhiên là khi mà các bạn tạo cái thương hiệu riêng á, phải xây dựng từ từ, còn một cái thời gian để có cái lượng tương tác. Nhưng mà các bạn muốn thu lợi nhanh thì đặt cái quảng cáo ở người khác, một cái page, một cái web của người khác, các bạn sẽ bán được 1-2 xe trong vòng mấy tháng đầu đó. Thì khi mà nó có tiền, nó chạy quảng cáo lên top thì người ta sẽ biết tới nó, biết tới trang web của nó hoặc là cái fanpage của nó. Cái hàng khác nó sẽ đẩy cái giá lên, thì tất nhiên nó khi mà nó thu được lợi cao thì nó sẽ đít bạn ra và nó đặt cái quảng cáo của thằng kia, nó kích ao bạn liền. Thì khi đó các bạn sẽ bị mất đi cái lượng khách hàng của mình, mất đi cái thương hiệu của mình. Thì tại sao các bạn không đầu tư vào chính cái thương hiệu của mình để cho nhiều người biết đến? Phần cuối cùng thì mình trả lời một số câu hỏi, đó là học ngành nào thì có thể làm sale ô tô, sale các sản phẩm liên quan đến ô tô. Thì theo mình đó là 3 ngành chính, đó là ngành quản trị kinh doanh, marketing và công nghệ kỹ thuật ô tô. Thì tại sao 3 ngành này? Thì 2 ngành thiên về kinh doanh và marketing đó, thì họ là những con người nhạy bén, có thể nắm bắt nhanh sản phẩm và rành về những cái vấn đề về dịch vụ bán hàng này nọ. Còn con người học qua ngành công nghệ ô tô thì rất là rành về kỹ thuật, những cái lời nói của họ, kiến thức của họ về ô tô thì rất là chính xác, rất là dễ giúp cho khách hàng một cái vấn đề nào đó và khách hàng rất là dễ dàng tin tưởng. Và mình muốn nói lên là những ngành khác đều có thể bán được, nhưng mà yếu tố quan trọng vẫn là cái lượng khách hàng mà các bạn có thể duy trì hàng tháng. Nhiều công ty đại lý họ rất là áp đặt doanh số, các bạn phải đạt được. Nên là 3 ngành này vẫn là 3 ngành top, 3 ngành chủ lực để mà tham gia vào trở thành cái người bán hàng của một đại lý, một công ty về ô tô. Để theo dõi các video hay cũng như ủng hộ admin Khoa Chóa Điên, các bạn vui lòng like, share video, nhấn subscribe kênh Việc Làm Ô Tô Vlog. Từ khóa là Việc Làm Ô Tô Vlog các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.